Alo, chào cả nhà. Tin xong bữa nay giới thiệu cho các bạn một cái máy khác, máy gia dụng làm bếp khác nha. Máy này là máy xay hiệu Bosch, model của nó là 3110, tức là 3110, 3110 vậy ha. Công suất là 800W. Bây giờ mình công suất là 800W với cái cối xay của nó là 2.3 lít ha. Hiệu Bosch nha các bạn. Multitalent 3 series Multitalent. Cẩn thận đó, cẩn thận. Bây giờ mình khui thùng nè. À, có khỉ con thì mình để con dao qua chỗ. Ok. Rồi. Để coi trong này có cái gì ha. Máy Bosch 3110. Có một quyển chất vệ sinh sẽ dùng ứng dụng này. Với một cái bản sơ đồ, mình gọi là bản sơ đồ. Trong này sẽ chỉ cho các bạn những cái dụng cụ nào để làm cái gì, ví dụ như là cái nào xắt rau, cái nào xắt củ, rồi cắt lắp ráp máy vô như thế nào ha. À, đây là cái này chắc là cái nắp, cái nắp cối, trong cái đó có sẵn một cái lưỡi sắt lát. Cái này nó hai mặt nha, tức là một mặt thì sắt mỏng, một mặt thì sắt dày ha. Thêm một lưỡi nữa, lưỡi này là lưỡi sắt lợi, sắt sợi, hai mặt, một mặt thì sắt sợi lớn và một quay qua mặt kia thì nó sắt sợi nhỏ ha. Nè, thép này thép trắng nè, rất chắc mà. Không xét rỉ nha các bạn. Cái phé lịch nguy hiểm đây. Trong này thì là để cái có xem là đây là cái trục nè, trục quay nè. Trục quay để dưới đây. Đây là lưỡi sắt, lưỡi xay này bén nha, cẩn thận nha các bạn, bén lắm nè. Hai lưỡi sắt, cắt một lưỡi là cắt lát nè, cắt sợi nè, và cái này là xay nè, xay thịt rồi đó, làm giò sống hoặc là gì đó, cháo lụa rồi gì nữa đó. Để vô bén nha, cẩn thận ha. Cái máy của nó nè. Có ba vận tốc nè, có ba vận tốc 1 và 2. Rồi bạn sang bên này chữ M là chữ nhấp thôi, các bạn nhấp buông ra thì nó tắt, còn bên này là nó chạy ngoài ha. Ok, đây cối là 2.3 nha, nhớ nha các bạn, có hai, có cái mũi tên này, các bạn xoay vô mũi tên nó thì nó mới chạy ha. Máy Bosch của Đức là nó sản xuất để bảo vệ thêm người tiêu dùng rất là kỹ, cho nên nó làm cái gì cũng vậy đó, phải có cái sự an toàn. Nếu mà các bạn ví dụ như để cái ly mà nó lỏng như thế này thì nó sẽ không xay nè. Để vô nó xay nha. Giờ mình thử ha, cắm dây điện vô nè. Không xay, đúng vậy. Nó chỉ khi xay khi nào có cái nắp của nó. Trên này có
cái nắp của nó ha. Mà cái nắp của nó đây cũng có cái khóa nè. Các bạn phải cùng bạn phải sao vô. Cho nó kêu click cái vô cái khóa thì nó mới xoay nha. À, ví dụ như mình để cái nắp lên không thôi nè. Mình chỉ để cái nắp lên không nè. Vẫn không chạy. Thấy không? Phải gắn vô nè. Đó, phải click vô. Ồ, không sao đâu. Phải giấy thôi. Không ra. Rồi. Nè. Còn lại mình nữa nè. Để lỏng như thế này nó sẽ không xoay ha. Các bạn chặt vô nè, nó cũng vô cái click cái nè. Nó xoay, các bạn thấy không? Nè, bây giờ nó đang chạy nè, tháo ra nè. Đứng lại liền. Đứng lại liền. Để đúng. Để đúng vô cái khóa của nó an toàn thì nó mới chạy. Rồi, ngoài ra nữa nè, ở dưới chân nè nó có thêm bốn cái chân cao su nè, nó sẽ cứng lên cái bàn. Nó sẽ cứng lên cái bàn, các bạn không có sợ là nó bị nhúc nhích gì ha. Đó, máy boss nó là vậy đó. Ok, cách sử dụng thì như thế nào, rất đơn giản. Các bạn gắn cái lưỡi này vô, nhớ nha, cẩn thận nha, cái lưỡi này bén nha các bạn. Đó. Ví dụ như là mình xay đậu, xay củ, xay hạt, xay cái gì cũng vậy đó. Mình để vô là nó xay ra ha. Ok, còn cái lưỡi để cắt sợi thì nó sử dụng như thế nào? Papa shop shop papa. Cẩn thận, phải cẩn thận chút. Papa give it, papa. Cây con xích ra hả? Cho Felix làm người mẫu hả? Felix làm thêm. Ok, đây cái này là cái trục của nó, các bạn để vô ha. Rồi tùy theo các bạn, ví dụ như cái lưỡi này là lưỡi sắc sợi nè. Tùy theo các bạn muốn sắc sợi lớn hay sợi nhỏ. Sợi như thế này là để ra sợi lớn nè. Này cái lưỡi nó trên này nè. Bén nha, cũng rất bén nha. Rồi cắt sợi lớn, còn nếu mà sắc sợi nhỏ, muốn kêu mình mấy bào á, bào ra sợi nhỏ thì lật cái mặt nó lại thôi. Đó. Rồi khi nào mà phải đậy đúng vô cái đó của nó thì nó mới xoay nha. Thấy không? Không xoay. Phải vô đúng khóa của nó nè. Nè, bây giờ nó bắt đầu nó mới xoay nè. Ủa? Cái gì đó? Đó, bỏ củ vô, cà rốt, khoai tây, su hào, bất cứ cái gì, khoai mì để vô đây ha. Là các bạn sẽ bào ra sợi, nó bào ra sợi cho các bạn ha. Đó, sợi lớn, sợi nhỏ ha. Cái gì vậy? Đây là một cái lưỡi nè. Còn cái lưỡi này là để sắc lát. Bén nha các bạn, nhớ cẩn thận nha. Thép trắng dày lắm này, nó cứng lắm, không có dễ móc hư đâu. Này nó có hai cái lưỡi nè, hai dao nè. Đó, hai mặt, một mặt thì là lát ra nhỏ, hoặc là lát ra dày ha. Lát mỏng hoặc là dày nha. Các bạn để vô. Đó. Rồi để ví dụ như là chay dưa leo hoặc là cái gì đó mà khoai tây vô cái mình sắc lát ra nó lát mỏng lại cho các bạn nha. Nè. Nhớ nè, có thêm cái này nữa nha. Ví dụ như các bạn bỏ đây xong mà nhấn xuống chứ đừng lấy tay thọt vô nha, nguy hiểm ha. Ok. Ok, máy Bosch Series 3 3110 bao gồm có một cái ly size là 2 lít 3 nè. Năng suất là 800W.
hai cái lưỡi sắt, một cái là lễ bào sợi vàng, bào rau quả củ sợi nè, một cái là sắt lát ha, và một con dao để xay, ví dụ xay thịt, xay bất cứ một cái gì cũng vậy hết. À, mình nhắc các bạn nữa là khi mà các bạn nhận hàng hoặc mua hàng của mình cũng vậy, ở Tin Store nha, hàng bảo đảm chất lượng, mua tại Đức, sản xuất tại Đức, tặng thằng là ở Âu Châu. Các bạn vào xem cái trong dưới cái đít nè, nó phải có cái content này, nhìn thấy không? Đó, nó phải có content nha. Nếu mà không có content này là mình không bảo đảm chất lượng, mà nhưng cũng không phải là bảo đảm mặt hàng của mình đâu nha. Nhớ nha. Ở Việt Nam cũng đã xảy ra như một vài vụ rồi, đưa hàng đi, giao cho người giao hàng đi, xong rồi cái đến tay khách thì nó là một cái máy khác ha. Ok, nhớ cẩn thận nha, nhận hàng phải kiểm hàng nha. Boss Series 3 3110 bao gồm hai lá, hai lưỡi sắt nè, sắt sợi nè và sắt lát nè, và một con dao để xay thịt. Năng suất là 800W và dung lượng cái ly xay là 2 lít 3 ha. Mình chào các bạn như Tin Store nha các bạn.